Ngày 19 tháng 11, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, đại diện ngành giáo dục đào tạo, nhiều cơ quan đơn vị đã đến thăm chúc mừng cán bộ giáo viên các nhà trường trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Phạm Năng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng đoàn công tác huyện đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo của trường mầm non thị trấn và trường tiểu học thị trấn. Đến thăm chúc mừng các cô giáo của trường mầm non thị trấn, các đồng chí lãnh đạo huyện được nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục nuôi dưỡng trẻ, đồng thời ôn lại truyền thống của ngành nhà giáo Việt Nam, ngày lễ thể hiện tình cảm tôn sư trọng đạo. Những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Các thầy cô giáo của nhà trường đã cố gắng vượt qua khó khăn, xây dựng trường chuẩn quốc gia. 100% giáo viên của nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ngày càng được nâng lên. Phát biểu tặng quà Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phạm Năng Lực, Bí thư huyện ủy biểu dương những kết quả mà trường mầm non thị trấn đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của nhà trường, tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết, nâng cao trách nhiệm đối với học sinh, tâm huyết với nghề. Tiếp đó, đồng chí Phạm Năng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tới thăm chúc mừng các thầy cô giáo của trường tiểu học thị trấn. Tại đây, đồng chí được nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo kết quả nổi bật trong năm học 2018-2019. Nhà trường đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được nâng cấp, đáp ứng được nhu cầu dạy học của nhà trường. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, giỏi việc trường, đảm việc nhà, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo tiếp tục được duy trì. Phát biểu tặng hoa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo của nhà trường, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những kết quả đạt được của các nhà trường, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới sự nghiệp giáo dục của các nhà trường. Thầy và trò của nhà trường cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong công tác giảng dạy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học.